Bạn có tin được không, kể từ sau khi World Cup kết thúc, khi tính đến thời điểm hiện tại, tiền vệ Jack Grealish chính là cái tên thi đấu vô cùng chói sáng trong màu áo của câu lạc bộ Manchester City. 7 kiến tạo cùng 2 bàn thắng, Jack Grealish đã dần chứng tỏ cho thế giới thấy rằng anh xứng đáng với giá 100 triệu bảng mà Man City bỏ ra cho mình. Trước khi giải đấu tại Qatar khởi tranh vào cuối năm ngoái, Grealish chỉ có 1 bàn thắng và không sở hữu pha kiến tạo nào trong 8 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo 27 tuổi trải qua nửa đầu mùa 2022-2023 theo cách đáng quên. Nó đáng quên tới nỗi cựu hậu vệ của Man United là Gary Neville đã nhận xét về bản hợp đồng trị giá 100 triệu bảng của Man City vào tháng 10 năm ngoái rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Tuy nhiên, sau khi World Cup 2022 kết thúc, Grealish thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Anh dường như lột xác trong 9 trận gần nhất ra sân tại Ngoại hạng Anh, cựu sao Aston Villa ghi 2 bàn và có 3 kiến tạo. Anh đá chính phần lớn các trận đã qua của Man City. Pep Guardiola lúc này xem Grealish là lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo trái trong hệ thống chiến thuật của mình. Cuộc cạnh tranh xuất đá chính tại sân Etihad luôn khốc liệt khi ngay cả Kevin De Bruyne cũng có thể dự bị nếu sa sút. Chính vì thế, việc Grealish đá chính 7 trên 9 trận gần nhất của Man City tại Ngoại hạng Anh chứng tỏ nhiều điều. Hai tháng qua, ngôi sao sinh năm 1995 luôn có tên trong đội hình xuất phát của Man City. Khả năng giữ nhịp dê bóng và hỗ trợ phòng ngự của Grealish đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ Pep. Ở cuộc đối đầu với Arsenal tại Ngoại hạng Anh vừa qua, Grealish là một trong những ngôi sao tấn công mà Man City chăm hỗ trợ phòng ngự nhất. Anh chạm bóng 53 lần, thực hiện 4 cú cắt bóng và có tới 5 pha cản phá. Chân sút của Man City cũng có một pha tác bóng, 2 lần tranh chấp tay đôi thành công cùng một pha chặn cú sút từ đối thủ. Tất nhiên, Man City không chi 100 triệu bảng cho Grealish chỉ để cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự. Những tình huống dê bóng, ghi bàn hay kiến tạo mới là thứ làm nên mức giá đắt đỏ cho cựu sao Aston Villa. Grealish thường xuyên bị truyền thông và người hâm mộ phán xét bởi các chỉ số đó. Cú dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-1 của Grealish tạo ra bước ngoặt cho trận đấu với Arsenal. Trước thời điểm Grealish ghi bàn, đội chủ sân Emirates khiến Man City có ngày thi đấu rất vất vả. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ Arsenal chơi tốt hơn chúng tôi, Grealish thừa nhận sau trận. Song đội hình pháo thủ không sở hữu ngôi sao nào đắt giá như Grealish và đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Cần nhớ rằng 3 tuần trước, chính Grealish cũng gieo sầu cho Arsenal bằng tình huống kiến tạo để Nathan Ake ghi bàn, qua đó loại pháo thủ khỏi FA Cup ngay tại Emirates. Pha kiến tạo cho Ake ở FA Cup cũng chính là tình huống cho thấy tầm quan trọng của Grealish trong hệ thống Man City hiện tại. Tuyển thủ tam sư giữ bóng khéo léo trong vòng cấm Arsenal, thực hiện một loạt các động tác xoay người và đi bóng nhạy cảm, mở ra không gian cho Ake ghi bàn. Kỹ năng dây dắt và xử lý bóng trong không gian hẹp của Grealish chính là điều khiến Pep và ban lãnh đạo Man City phải chi đậm. Trong hệ thống của Man City, vai trò của các tiền đạo cánh luôn cực kỳ quan trọng và không phải ai cũng có thể chơi ở vị trí này. Ngay cả Phil Foden, Harry Maguire, những người có mặt ở Man City trước Grealish cũng vật lộn trong việc giữ suất đá chính. Ở cuộc tái ngộ giữa hai đội lần này, Grealish tiếp tục là nhân tố tạo ra sự khác biệt. Cú dứt điểm tung lưới Aaron Ramsdale ở phút 72 là những gì người ta chờ đợi ở một cầu thủ có giá 100 triệu bảng. Mùa này Grealish đã ghi bàn hoặc kiến tạo vào lưới những câu lạc bộ lớn như Manchester United, Chelsea hay Arsenal. Anh dần dần đang trở thành cầu thủ của những trận đấu lớn mà Man City vốn tìm kiếm bấy lâu nay. 2 năm trước khi Lionel Messi tuyên bố rời Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, người ta đã hỏi rằng tại sao Pep không đưa siêu sao người Argentina về Man City. Chiến lược gia xứ Catalonia khi ấy đáp rằng: "Chúng tôi không nghĩ Leo sẽ rời Barca và cũng đã chuẩn bị sẵn áo số 10 cho Grealish." Nói cách khác, Grealish là một phần lý do Man City không theo đuổi Messi, điều khiến người hâm mộ đội bóng này tiếc nuối. Nhưng không ai có thể đảo ngược thời gian, Pep cũng không có thời gian để tiếc nuối. Grealish không thể so sánh với Messi, nhưng anh đang trở thành mảnh ghép ngày càng quan trọng với Man City ở mùa giải năm nay. Jack Grealish là cái tên được các ông lớn săn đón ráo riết trong mùa hè năm 2021. Sau cùng, Man City đã mạnh dạn trả cho Aston Villa 100 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của anh. Tại đây, anh hưởng lương lên đến 300.000 bảng một tuần. Mặc dù vậy, trái với những gì mà The Citizen kỳ vọng, Grealish khi ấy lại rất chật vật tìm cách hòa nhập với đội bóng của mình. Jack Grealish cho biết với giá 100 triệu bảng gắn trên cổ áo, anh luôn là tâm điểm của truyền thông, dù ở trên sân hay ngoài đường pitch. Tích cực có, tiêu cực cũng nhiều. Những thông tin vây lấy ngôi sao người Anh đã thay đổi cả về số lượng và nội dung từ khi anh rời Villa Park để tới Etihad. Mọi người luôn có nhiều chuyện để nói ở cả mạng xã hội lẫn những chuyên gia trên các diễn đàn. Bóng đá là môn thể thao lớn nhất hành tinh nên ai cũng muốn nhắc về nó. Việc cần làm của mỗi cầu thủ là xuôi mình theo dòng chảy của trò chơi này, Grealish chia sẻ. Theo quan điểm và cách trình diễn của Grealish, đó là sự tự nhiên mỗi khi anh hòa mình vào các trận đấu. Cựu đội trưởng Aston Villa luôn vui mỗi khi bước vào sân.
Không nhiều cầu thủ có thể làm được điều này khi gánh trên mình mức giá chuyển nhượng quá lớn. Minh chứng rõ ràng nhất là Darwin Núñez thời điểm hiện tại trong màu áo của Liverpool. Julius vẫn chơi lạc quan dù thành tích có lúc nắng lúc mưa, bởi anh biết Pep không ép bản thân anh phải làm điều đó quá siêu phàm ngay lập tức. Pep hiểu để anh có thể thăng hoa như tại Aston Villa, Julius cần rất nhiều thời gian. Thú thật, ở Aston Villa tôi thấy tự do hơn. Tại Man City, đội bóng được xây dựng dựa trên nhiều sơ đồ và cấu trúc hơn. Không thể phủ nhận điều đó khiến tôi phải tự thay đổi cách chơi, Julius chia sẻ. Khi làm việc dưới trướng Pep Guardiola, Julius phải thừa nhận thuyền trưởng của Man City là người am hiểu bóng đá hơn ai hết. Năm đầu tiên của Julius ở Etihad không suôn sẻ, dù cuối cùng vẫn được nâng cúp bạc Premier League cùng toàn đội. Sau khi chịu một vài chỉ trích từ huyền thoại Liverpool, Graham Souness, Julius không chọn cách phản hồi theo kiểu gay gắt. Anh rất tôn trọng bậc tiền bối nhưng cũng có những cách bảo vệ quan điểm của bản thân. Tôi không biết ông ấy đang có suy nghĩ gì. Souness luôn nói về tôi trên Sky Sports và nhiều diễn đàn khác nữa. Tôi đã cố gắng không đọc và không nghe những điều như vậy. Trong quá khứ ông ấy là một cầu thủ tuyệt vời, đã có nhiều chiến thắng và danh hiệu. Thế nhưng tôi cũng không rõ điều đó ảnh hưởng gì đến mình. Tôi biết khả năng của bản thân để nên làm gì ở trên sân. Souness hay nói rằng tại sao tôi không đi bóng nhanh hơn. Thế nhưng khi Pep nói tôi cần giữ bóng nhiều nhất có thể và luân chuyển nó đi khắp sân, đó là lý do tại sao tôi vẫn luôn chơi như vậy và sẽ cố gắng duy trì nó. Tôi luôn nghiêm khắc với bản thân. Mùa trước ở giai đoạn nửa sau, thú thực tôi chơi không tốt. Đến hè tôi có giai đoạn chuẩn bị tốt hơn, cảm thấy mạnh mẽ nhưng lại dính chấn thương ở ngay vòng 2. Tôi biết mình chưa đạt 100% thể lực và đang cố gắng lấy lại nó. Tôi biết vẫn luôn có những người xung quanh ủng hộ mình, Julius chia sẻ. Hè vừa rồi, người ta nhìn thấy Julius đi du hí nhiều nơi và bị bắt gặp cảnh đang ăn chơi, uống rượu. Từ đó những câu hỏi về sự chuyên nghiệp lại ập đến ngôi sao này. Thế nhưng như đã nói, Julius có cách để chứng minh và không xuôi theo chiều dư luận. Tôi là một người bình thường, đang làm những điều các cầu thủ khác vẫn làm. Có cảm giác đôi khi tôi bị chú ý nhiều hơn trong những lần đi nghỉ ở Las Vegas hoặc Ibiza. Sau đó, đến khi tôi đăng ảnh mình đang làm việc chăm chỉ, không biết có ai chú ý đến không, tôi biết sự chuyên nghiệp mình cần có phải như thế nào. Khi ký với Man City, tôi biết tất cả sẽ không còn mỉa mai nữa nếu tôi bắt đầu theo cách Erling Haaland đã làm, đó là cách duy nhất để không bị tấn công bởi truyền thông. Tôi sẽ không ngồi im và chịu đựng, thay vào đó là học cách đối phó với nó, Julius chia sẻ. Jack Julius đang từng bước chứng minh được thực lực của mình qua mỗi trận đấu của Manchester City. Không chỉ Pep Guardiola mà cả những cổ viên nhiệt thành của The Citizen cũng đang cảm thấy rất vui sướng với thành quả này của tiền đạo người Anh.